What's your name? Yeah. A good moment. DJ. Get some.
Đây bán được không? Bán cũng bình thường. À. Làm YouTube. Đợi từ họ phiền. Cái đấy 5.000 à? À cũng giá trên kia. Giá bình dân, không phải là giá trên trời. Cái này là không, em cứ tưởng ở đây nhập về đường xá khó khăn giá nó khác. Giá nó khác nhưng mà người ta bảo là giá nó khác thì là người ta khác đi ra ngoài kia. Không, họ đi ngoài kia còn đi. Bây giờ đi được, chờ mùa mưa ai đi. Vậy mà họ vẫn cứ đi ấy. Một quả chanh 2.000 em một nghĩa.
cho mong lỡ. Tôi vẫn hãy cắm hết đây. Tôi vừa lại lên con đầm rồi. À, là con đầm. Một thằng này chương ở quân đen sẽ tạo hả? Đó, quân tạo tây nha. Chúng tôi mang lần thiên đi. Đúng. Lúc bị bên tôi uất mà hả? Ăn đòn à? Có nó tạo. Mấy cháu lôi lôi lại gần gần tới đây luôn rồi quay phim. À, quay phim mà mấy cháu có chơi mạng không? À, chơi YouTube tốt không? À, không. Là chiều chiều có liền à? Tối là có liền á. Có trong trong YouTube tốt liền. YouTube. YouTube ai á? Người đi cười đi để người ta lên phim. Làm thế này. Yeah yeah yeah. Xin lỗi. Mọi ai chụp năm chụp bao bắt bánh mì này tụi mày. Đâu có tôi là. Cái sao? Đứa nào cao tôi nhất?
đây quá, nhưng mà có đến cặp đây quá. Mấy đứa có yêu rồi, mấy đứa chưa có yêu. Hả? Có hết rồi. Có hết rồi hả? Mới có hết rồi, đứa nào có con? À, đứa mà sắp vợ. À, cầm can để làm gì? Làm gì? À. Đi tắm hả? Tắm gì? Tắm nước. Tắm nước à? Tắm bể. Tắm suối à? Nước thì nóng tới. Nước tối quá, không sao tắm được. Thôi đừng có tắm nữa, tí về là vợ chửi đấy. Vậy là bị lừa rồi nhờ. Đây là cây chai mới hôm nay đấy, mới mua. Giá của nó là đang lấy 600. Nhưng mà cảm ơn nhà quán nó bớt được 20 nên còn 508. Không biết mình làm hôm nay có được may mắn không nữa. Không, cái mới chắc cầu được. Chúa chúc phước hả? Chúa chúc phước cho mình sẽ được. Nó lại tắt lại. Tuy cá nhỏ nhưng mà cá thuê này là cá ngon nhất của xã Phi Liêng. Nên vậy chúng tôi đi làm lên để con nhậu. Suối này mình đứng từ trên bờ là nó hơi đục nhưng mà xuống là nó không đục mấy. Vẫn trong tẻo. Thôi mà ra nó sáng ra luôn. Còn bao giờ vậy? Là đầm đặc. Yes, si bao cả ăn cơm tang tới chết hôm nay là. Lại, lại mới tới hôm nay mấy. Ừ. Hả? Ăn được à? Cũng thắt tét cũng chậm cái
Cần vật cần nên mà hai cá tao đã chân thật.
đó là mình tình vợ step.
cắt cây. Lấy cát để làm gì chị? Hả? Xây nhà chưa? Xây nhà rồi. Giờ đó là tôi lên đó. Nuốt tiền thì chưa? Mình nuốt à? Anh ấy tôi ơi, nuốt cát nuốt rồi hả? Được thế, ta nuốt rồi. Thôi, ta nuốt một mền hả? Anh ơi, tất nuốt. Ta nuốt nữa, mình có tiền rồi. Ồ, nuốt, ta nuốt. Ta nuốt nha người tôi hả? Anh ấy sao ta nuốt lại? Ta nuốt thì mất hơn nuốt. Nhấp ngăn ra tay. Anh nhấp. Ta đúng em là vừa. Nhấp ai mà vừa, bật nặng tiền rồi. Rồi, ta lát rồi. Jangan lah, jangan suruh, baik suruh, kenapa?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.